Hôm thứ Năm, 25 tháng Giêng năm 2018, vào lúc khoảng 10 giờ 30 sáng, tại Bệnh viện Nhi Stanford ở miền Bắc California, bé Nguyễn Thiên Ân, 3 tháng tuổi, đã được các bác sĩ cho uống liều thuốc đầu tiên trong chương trình thử nghiệm thuốc chữa bệnh Spinal Muscular Atrophy, gọi tắt là SMA Taiwan. Bệnh SMA loại 1, tạm dịch là bệnh liệt cơ vận động do rối loạn di truyền mà Việt Nam gọi là teo cơ tụy sống. Những em bé được sanh ra mắc phải chứng bệnh này, nếu không có thuốc can thiệp sẽ không sống quá 24 tháng. Tuy nhiên, thuốc để chữa trị chứng bệnh này rất đắt, tính bằng tiền triệu đô la. Bé Thiên Ân được chẩn đoán mắc bệnh này từ khi còn trong bụng mẹ. Khi biết hung tin lúc có bầu 8 tháng thì mẹ của Thiên Ân đã lên Facebook vào trang kết nối việc để kêu gọi sự giúp đỡ, xem ai có thể giúp được bé tham gia vào các chương trình thử nghiệm thuốc từ các hãng thuốc danh tiếng trên thế giới. Chính từ lời kêu gọi này mà anh Cường Lê là một cư dân sống ở vùng Orange County ở miền Nam California, một người không hề quen biết đã vào Google lên Internet tìm hiểu. Sau đó thì liên lạc với các bệnh viện hàng đầu ở Mỹ cùng những hãng thuốc của Mỹ của châu Âu đang có chương trình tìm kiếm bệnh nhân uống thử thuốc nhằm giới thiệu cho bé Thiên Ân. Hành trình nhân ái đó của anh Cường Lê cuối cùng đã có kết quả khi hãng thuốc Roche của Thụy Sĩ đồng ý nhận bé Thiên Ân vào chương trình thử thuốc trị bệnh FMA loại 1 mang tên là Fairfix. Chương trình thử nghiệm này được Bệnh viện Stanford ở Mỹ theo dõi. Đầu năm 2018, thì bé Thiên Ân cùng bố mẹ đến Mỹ với toàn bộ chi phí do hãng Crozier tài trợ. Sau khi trải qua các xét nghiệm máu, kiểm tra khí thở, cơ bắp, kiểm tra mắt theo các tiêu chuẩn khắc khe của nhóm bác sĩ, thì bé Thiên Ân đã chính thức được nhận vào chương trình thử thuốc và đã được uống liều thuốc đầu tiên vào sáng thứ Năm ngày 25 tháng Giêng. Anh Nguyễn Trí Dũng, bà của bé Thiên Ân cho biết là sau khi uống liều thuốc đầu tiên thì bé được nằm lại bệnh viện đến chiều để các bác sĩ theo dõi xem liệu có những phản ứng bất thường nào xảy ra không, dù rằng điều đó rất hiếm. Sau đó thì bé được cho về nhà và mỗi ngày tiếp tục uống một liều thuốc mà bệnh viện đưa và sẽ luôn được kiểm tra máu để theo dõi. Chương trình này có thể kéo dài trong 30 tháng. Thiên Ân hiện là bệnh nhân thứ hai trên thế giới được uống thử thuốc này. Liệu quá trình thử thuốc có thành công hay không và căn bệnh của bé có được cứu chữa hay không là điều chưa ai dám đoán chắc. Tuy nhiên, đến giờ phút này thì câu chuyện một cậu bé Việt Nam mắc bệnh hiểm nghèo được đến Mỹ tham gia chương trình thử thuốc tại bệnh viện Stanford, từ sự giúp đỡ của những người chưa từng quen biết, chưa từng gặp mặt, được xem là một trong những câu chuyện đẹp nhất về lòng nhân ái đang được lan truyền trên Facebook.